nàng lên luôn ít tiền bữa nay nhiều vậy sao? Mở thả lão ngủ ra xin rồi đào à. Để nút bôn bỏ vô sái luôn mà anh. Còn bo cái miệng nó mơ thằng em mới có mụn không mơ đây là đậu rồi chị à. Đi làm chưa cần gì rồi chắc chừng hết và đậu hết mụn rồi về đi Hà Nam rồi nhanh ghê. Mới 8 tiếng mình chờ đi bộ đạo gần gì rồi. Nhanh đi. Ừ. Dịch có là ở đâu Hà Nam đó. Bình thường là máy, cái mua cái gì? Đâu có về được đây đâu, mình cũng đâu có đi thăm đâu. À, mua lận. Dịch là à? Bộ đạo thường hoa tăng cường này, đúng không? Không có gì dịch đó.
Trang chịu làm được. Đừng làm ở đây nghe. Không, ai làm ở đây. Không, ai làm ở đây. Ai nè, ai nè, chào nghe đây. Mẹ ăn cơm chưa? Mẹ đang có tivi à? Đang có tivi à? Cái bụng gáo mà tàu vậy sẽ... Giờ... Giờ con ăn thôi, ăn cái đi. Con đang đi nằm mùng. Con đang đi nằm mùng.